bà Phương Hằng chính thức xin lỗi vì đùa cợt tôn giáo. Vấp phải phản ứng dữ dội vì đùa cợt liên quan chuyện tôn giáo tí ngưỡng, bà Phương Hằng đã lên tiếng xin lỗi sau phát ngôn của mình. Thời gian qua, bà Phương Hằng là một trong những nhân vật nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Mỗi phát ngôn của bà đều thu hút sự chú ý của dư luận. Mới đây, bà Hằng vấp phải phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng khi kể một câu chuyện đùa cợt liên quan đến tôn giáo. Theo đó, bà kể câu chuyện một tên trộm đến với một linh mục để xưng tội. Anh này xưng tội ăn cắp chiếc xe đạp. Sau khi nghe tên trộm xưng tội ăn cắp chiếc xe đạp xong, Linh Mục nhận ra rằng tên trộm ăn cắp chính chiếc xe đạp của mình nên vị Linh Mục đó nói tục, chửi thề thằng ăn trộm này một cách không thương tiếc. Khi kể câu chuyện, bà con khẳng định chuyện này có thật nghe quý vị. Sau khi câu chuyện này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người chỉ trích bà Hằng vì đã xúc phạm đến công giáo. Nhiều người khẳng định câu chuyện bà Hằng kể là hoàn toàn bịa đặt và đưa ra lý do. Thứ nhất, nội dung xưng tội không thể tiết lộ. Nếu Linh Mục nào tiết lộ sẽ bị xử phạt rất nặng. Thứ hai, không có linh mục nào mà lại chửi thề, chửi tục trong tòa giải tội như thế. Bởi vậy, nhiều người mong muốn bà Phương Hằng công khai xin lỗi cộng đồng công giáo sau phát ngôn đùa cợt này. Bà Phương Hằng Xung quanh vấn đề này, bà Phương Hằng cho biết bản thân mình không có tư tưởng đả phá và câu chuyện của mình cũng không có ý gì cả. Tuy nhiên, bà chủ của Đại Nam vẫn công khai lên tiếng xin lỗi cộng đồng tôn giáo. Tôi đây không có ý nào, không có tư tưởng đả phá nào bởi vì bản thân tôi là một người rất hồn nhiên, cha tôi là một người theo đạo tin lành và câu chuyện tôi kể không mang một ý gì cả nhưng nếu làm cho cộng đồng tôn giáo cảm thấy khó chịu không vui thì tôi xin lỗi còn thực sự trong thâm tâm tôi không hề mang ý gì cả bà hằng chia sẻ các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé